Hồi hôm qua coi đá banh, mê coi đá banh quá quên phơi đồ luôn. Sáng dậy phải lấy đồ bộ đồ bắn chú của Su treo mấy quạt. Giờ Su có lạnh không? Không. Không hả? Mát hả? Còn ẩm ẩm. Ai biểu không chịu đi phơi đồ không chị? Đồ của Su, Su cũng chịu lấy, Su treo, Su quên phải không? Để trong cái sọt nó quên. Rồi đá banh nó quên luôn. Coi đá banh la làng là la đâu mà la, vô có một trái. Sáu giờ rưỡi mà nắng ghê luôn á, hôm nay nắng quá trời. Sáu rưỡi à. Cháu lòng. Tiếu ơi. Tiếu ơi. Trời cái tô cháo luôn. Bà tưởng em đi làm hồ á, bóc giác á. Bà làm cho em cái tô cháo ngập tràn bà đê luôn rồi trời. Cắt cha thôi. Hết xong rồi, giờ nấu ăn. Cái này hồi sáng chị hai chỉ đem qua chỉ cho nè. Chị hai nấu gà nấu măng. Gà nấu măng với bún với lại giá. Chị hai cho nguyên vịt luôn. Nay 3 giờ đi rước Su. 3 giờ trường của Su tổ chức tiêm ngừa vaccine. Nên là phụ huynh phải lên viết giấy cam kết. Với lại có phụ huynh thì người ta mới tiêm. Thôi sự buổi trưa. Giờ này cũng 12 giờ mấy rồi. Đóng cửa để tí lên trường của Xuân. Giờ em sẽ đi lấy đồ thay. Giờ này mới 2 giờ mấy rồi. Gần 3 giờ rồi. À, đồ sáng phơi là mọi người khô hết rồi. Giờ chắc em lấy vô luôn á, sợ trời mưa. Sợ em đi rồi hồi em chở Su về, chắc chở Su ra chợ Bầu Bàng cho Su mua gì Su ăn. Su thích mua gì mua cho Su. Chứ không hồi mưa về lấy không kịp. Không còn ý y nữa. Lúc trước ý y chắc đi chút xíu về hay gì á, mưa ướt nhẹ mới đem chặt lại á. Ước mưa mà dính một cái là phải chặt lại thôi. Đến trường của Su rồi. Gửi xe. Đem trà sữa cho Su. Trường của Su ở bên kia. Thôi.
1. Đó có xu đây. Lấy trà sữa uống đi để dành thôi, nó lạc đây đưa cái thằng này cái gói đây. Cái gói gì này? Xin đợi. Đây đi lạc nè. Đi vô cho mát nè. Trường có xu lớn ghê. Xu ngồi xu coi cặp ở đó nha, mẹ vô trong này mẹ đưa giấy trong này nha. Đông quá à. Đậu xu giống khùng luôn à. Uống đi. Để dành hồi nó tan đá hết á. Uống đi. Đau cái bít chích đó không? Chơi mấy cái đá với mấy bạn không? Chơi không mà về? Chơi ra chơi chút đi, mày ngồi đây mày đợi chút. Vậy ra chơi chút nha. Đi ra rừng đi. Lâu lắm rồi Xu không có chơi bụt bên này, từ hôm cái cô mà rước Xu. Mỗi lần ra về cái Xu chạy ra để ngồi đợi luôn chứ Xu không có được chơi. Hả? Xong giờ con thấy cô đứng đây con lại con hỏi hả? Con học lớp mấy? Lớp 4 luôn hả? Trời ơi, lớp 4 mà bằng Xu à? 4 mà 3 hả? Chụp hình với Xu tắm đi. Xu chụp với chị tắm đi. Đi ăn ở Naga vô. Ngồi đâu? Lỡ ơi, ăn gì? Ăn món nào? Kim bắp hả? Uống. Tắm rửa rồi lên gác nè. Đợi chị xíu là chị gọi đầu cho Xu cắt. Xin lỗi. Mới tiêm vaccine về. À vậy. Rồi có mấy đứa nó nhảy tình đạch luôn á. Có mấy đứa nó nhỏ nhỏ, nó sợ, nó khóc la làng luôn. Mấy đứa kia với mẹ tao nói Xu. Đồng Xu giống cái mòn ghê. Xù lên. Bị bệnh hả Lan? Em bị sốt từ chiều hôm qua. Bị gì mà sốt? Đâu có biết đâu, chứ hôm qua đang bình thường tự nhiên trong một đợt bị nóng thì mới người không lên nhà nằm. Thế là nằm cũng chịu được nữa là tay chân đúng rồi. Thế là đi khám. Đi khám ở bệnh viện Bầu Bàng thì người ta kêu là bị sốt Xu Bi. Thì chuyển hai chai nước mà chả đỡ tí nào chứ. Đêm qua lại sốt. Yếu quá à. Vâng em yếu.
bác sĩ vậy? Chơi đi. Su mua mấy gói với thuốc hạ sốt hôm nay đi chích ngừa về. Nãy bên mẹ kêu Su đi mua đâu coi coi. Năm gói. Năm gói rồi cái gì vậy? Được khuyến mãi. Được khuyến mãi hả coi coi. Trời ơi đã ta. Cô đó hôm nay mới khai trương á, mua được tặng á đúng không? Đúng rồi. Su là mình mua đầu tiên. Su là mua đầu tiên hả? Cô đó nói sao? Cô đó nói là được tặng. Được tặng hả? Trời ơi, sáng giờ Sung mới khai trương mở hàng đầu tiên luôn, Sung mở hàng nữa chứ. Gặp con tiết kiệm mở hàng nữa rồi. Ghê thiệt chứ, rồi cất thuốc đi, rồi ăn cái đó đi. Mới quét nhà xong. Gần 9 giờ rồi, 8 giờ 35 phút rồi. Trời chuẩn bị chuẩn mưa đúng không Sung? Trời đang mưa à. Rồi uống đi. Uống một miếng đi rồi uống. Đói bụng không? Uống hộp sữa vô. Cái tay nhức không? Tê tê hả? Tự nhiên Su xỉu như nổi mấy mục đạn nữa Su ha. Hai mục đạn. Ừ. Một dưới lưỡi, một ở ngay dưới chân em. Ừ. Một ở dưới. Chỗ mọi người có mưa không? Ở đây mưa quá trời. Mưa rỉ rả hồi sáng, hồi trưa, hồi chiều giờ. Giờ vô tắm rửa ngủ.